Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái mẫu giày sandal khá là mới của dodytap6.com để giúp các bạn ở xa có thể là nhìn rõ được sản phẩm cũng như là đánh giá được chất lượng sản phẩm trước khi mà chúng ta quyết định mua sản phẩm, cũng như là các bạn đỡ phải ngại về chất lượng. Sau đây mình xin mua cái sản phẩm này được đóng gói như thế này trong hộp nha. Các bạn, sản phẩm của các bạn nhận cũng sẽ được đóng gói một cách cẩn thận như thế này. Trong là một cái màu xanh đan màu trắng. Phần đế của sản phẩm có vân đề chống trượt, đế cao khoảng 6 cm, bên trong có một cái phần đế 1 cm, tổng cái chiều cao là 7 cm. Phía trước có 3 cái quai ngang và có sọ ngón. Phần cổ chân của giày thì được may với rất nhiều cái sợi như thế này, may khá là chắc, cũng như là để ôm cái cổ chân hoặc và tạo cái điểm trang trí cho cái sản phẩm phía sau là khó kéo, giúp chúng ta mang giày. Bên trong có một cái lớp bằng nhung khá là mềm để giúp thêm trong và rút mồ hôi. Đây là một cái phần bên trong các bạn có thể nhìn thấy. Đế khá là dẻo mềm. Đây là toàn bộ hai cái sản phẩm mẫu mới như thế này. Các bạn có biết rằng là nó nặng khoảng bao nhiêu không, thì sau đây mình sẽ cân thử luôn để các bạn coi thử là sản phẩm này nặng bao nhiêu ha. Vào khoảng 200 gram, khá là nhẹ. Trong đế cao nhưng mà sản phẩm nặng 200 gram, khá là nhẹ. Và sản phẩm này có hai màu, đây là một cái sản phẩm màu đen. Đó, chúng ta có hai cái sự lựa chọn đen trắng. Đây là mẫu màu đen hoàn toàn, đây là một mẫu đen trắng khá là đẹp. Rồi, chúc các bạn có được một cái trải nghiệm thực tế hơn và có một cái đánh giá sát hơn về sản phẩm, một cái mẫu giày sandal mới này. Các bạn muốn mua sản phẩm thì để lại comment ở phía dưới trong Facebook. Chúc các bạn có được một cái sự lựa chọn tốt. Xin cảm ơn.